Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bếp Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 8 Tây rồi nha. Mới đó mà đã là ngày 8 Tây tháng 4 năm 2019 rồi. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Nguyễn Ngọc Nhi, 176.000. Yeah, và có cái vỉ phụ kiện 80.000 đồng luôn nè. Vừa có máy chụp hình ha, có rất là nhiều túi xách đẹp, cũng như là mắt kiếng nè, tai phone, rồi micro và những cái túi xách dễ thương như thế này. Lại tiết kiệm 20.000 khi mua cái vỉ phụ kiện này đó mấy em, rất là dễ thương và xinh đẹp. Tan, trời ơi, còn có hai cái laptop nữa, mỗi cái 5.000 đồng. Móc cho búp bê treo đồ lên nè, một bịch chỉ có 3.000 đồng thôi nha mấy em ơi. Và túi vải, đây là túi vải bằng ren, rất là xinh đẹp luôn. Đây, để chị sẽ lấy cho các em xem. Một túi như vậy thì chỉ có 8.000 đồng ha. Đây, một túi là 8.000 đồng. Hai túi đều xinh đẹp hết và còn có kèm theo là hai cái cài tóc nữa nè. Đó, mấy em thấy đẹp không? Đó, mỗi cái như vậy thì chỉ có là 5.000 một cái cài tóc ha. Còn túi xốp thì là 8.000. Đây, rất là xinh luôn. Có thể đựng đồ ở bên trong nha. Ví dụ như là chị có thể bỏ cài tóc vào trong đây. Đó ha. Thật ra là bỏ hai cái cũng được, nhưng mà chị để như thế này cho nó dễ thương. Tiếp theo thì là váy đơn giản nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 ha. Mỗi cái là chỉ có 3.000. Rồi đến đơn hàng của Vũ Thị Hường, 170.000. Xin chào mọi người. Và đây là chiếc nón thỏ trắng thân thiện, 130.000 đồng, với phần lông rất là mềm ha. Và lỗ tai rất là đáng yêu. Và lỗ tai còn có thể bóp giật lên như thế này. Tin. Còn bây giờ là đơn hàng của bé Oanh Lâm, 195.000. Wow, đầu tiên là một cái nón BTS nè, rất là dễ thương, 40.000 đồng. Rồi đến là một cái hộp bút BTS nữa nha. Đây, hộp bút 40.000 luôn, rất là dễ thương. Và có cả bịt mắt BTS, bịt mắt nước nữa nè. Đó, 32.000 giúp cho mắt ngủ ngon nha. Thế thì còn có một cái bìa kẹp giấy. Đây, bìa kẹp giấy 10.000 đồng. Đó, rồi một quả trứng lưới rất là dễ thương, 10.000 đồng luôn. Rồi laptop cho búp bê học nữa nha, 5.000 một cái. Và một cái khẩu trang BTS. Đây, khẩu trang BTS bằng chất liệu vải cotton, may hai lớp, rất là chắc chắn luôn và đẹp nữa nha, 15.000 đồng. Tiếp theo còn có là chiếc nhẫn. Đây, chiếc nhẫn BTS 5.000 đồng nè mấy em. Tiếp đến là đơn hàng của bé Lê Nguyễn Phương Linh, 98.000. Tiếp theo thì bạn có đặt là lắc tay con gấu và lắc tay cườm, nhưng mà ở shop là hết rồi, cho nên là chị lấy loại lắc tay này cho em, hy vọng rằng là em sẽ thích. Đây là lắc tay mặt cười nè, cũng rất là đáng yêu, 15.000. Tiếp đến thì là lắc tay hoa hướng dương, mặt trời và những chú ngựa nha, những chú ngựa dễ thương nè. Nó cũng có những cái hạt cườm như thế này đó, và được một đôi lận nha. Cái này thì một đôi luôn mà chỉ có 10.000 đồng thôi, rất là đẹp luôn, coi như là được tới 3 cái lận nha. Rất là dễ thương, hy vọng rằng là em sẽ thích nha. Rất là cá tính và năng động luôn đó. Là la la, còn có cả bút chì, chì khóa nữa nè, 5.000 đồng. Tiếp theo sẽ là 6 cây viết nha. Đây là cây phất trần nè, cây phất trần của ông Tiên, cũng là cây bút luôn. Và chú hề, cá, người nhện, báo hồng và Pokemon, toàn là những nhân vật quyền lực, có thể chiến thắng mọi thế lực nha. Còn đây thì sẽ đem tới điều may mắn, đây thì giúp cho chúng ta vui vẻ. Và mỗi cây viết chỉ có 5.000 đồng thôi. Tiếp theo là đơn hàng của Phan Thị Anh Thư, 123.000. La la la, đầu tiên là hai cái móc khóa BTS nha, mỗi cái là 10.000 đồng. Rồi đến là dây chuyền BTS nữa nha, là 15.000 đồng một dây. Rồi còn có vòng tay 8.000 đồng, cũng như là kẹo marshmallow sô-cô-la và dâu, mỗi bịch 16.000. Và bây giờ là đơn hàng của Bùi Huỳnh Bảo Châu, 125.000. Đầu tiên sẽ là một cái nón BTS màu đen nha. Wow, có cả khẩu trang BTS nữa nè, là bằng vải cotton nha mấy em, may hai lớp, rất là đẹp luôn, lại có hình BTS dễ thương, 15.000 đồng để chắn bụi. Rồi đến nhẫn BTS ha, 5.000. Có cả bịt mắt BTS luôn. Đây, rất là dễ thương, 35.000. Ê lộn, 32.000. Bịt mắt nước nha. Tiếp theo là bé Bình Minh ơi, đã đến đơn hàng của em nha. Mẹ Hằng tặng cho em đơn hàng 66.000. Gồm có là một cái ba lô hồng kiểu mới nè, rất là dễ thương luôn, 15.000 đồng nha. Rồi đến là hai bộ váy đơn giản, mỗi bộ là 3.000 đồng. Và một bịch phụ kiện vòng cổ lắc tay cho búp bê, 5.000.
tính toán. Đào Thị Kim Tuyền ơi, đã đến đơn hàng của em 155.000. Wow, có bộ kit làm slime 30.000 nè, làm được 5 loại slime khác nhau lận nha, 30.000 đồng. Rồi đến là hai bịch Borat, mỗi bịch là 5.000, Tuyết Mỹ thì 8.000 đồng một bịch ha. Đây, lộn, Borat thì là 3 bịch lận nha mấy em. Borat thì 3 bịch lận, Tuyết Mỹ thì là 2 bịch. Keo sữa lớn thì là 15.000 đồng một hũ nha. Rồi còn có nè, 2, 4, 6, 7 cái hũ trái tim, mỗi hũ là 2.000 đồng. Tiếp đến, có nắp nữa đó nha. Tiếp đến thì là màu nè. Đó, và màu của bạn đó hai xanh, hai tím, hai hồng và một xanh lá nha. Mỗi chai chỉ có 2.000. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Đỗ Quỳnh Gia Hân, 73.000. Ta là thiên thần này, sẽ đem điều đốt tốt lành đến cho những ai sở hữu ta. 5.000 đồng một cây viết thiên thần và những điều may mắn nha. Tiếp đến thì còn có bé trứng lưới, rất là đẹp luôn, 10.000 đồng. 3 cái slime mặt cười, rất là đáng yêu, mỗi cái 5.000. Và một sắp hình dáng BTS, 10.000 đồng. Wow, và như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành đơn hàng, kiểm tra đơn hàng của các bạn ngày 8 tây tháng 4 năm 2019. Rất là nhanh chóng luôn, bởi vì có một số bạn thì đặt nhưng mà muốn gửi nhanh hơn, cho nên là không yêu cầu là không có quay video và gửi liền luôn ha. Cho nên là buổi hôm nay đơn hàng của chúng ta hơi ít một chút xíu, nhưng mà cũng rất là nhiều sản phẩm dễ thương đúng không? Đó, nếu các em muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 để đặt hàng nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau.